Tối 81, bác sĩ Phan Hồng Ngọc, phó giám đốc bệnh viện quận Tân Bình, cho biết trong chiều đến tối ngày 8 tháng 1, bệnh viện tiếp nhận 15 em học sinh trường tiểu học Bành Văn Trân, quận Tân Bình, nhập viện sau khi uống trà sữa. Các bé có biểu hiện nôn ói, đau bụng nhưng ở trong tình trạng nhẹ. Sau 2 tiếng theo dõi tại bệnh viện, tất cả các bé đã được xuất viện. Cũng theo bác sĩ Ngọc, bệnh viện không xác định được là các bé có phải ngộ độc do uống trà sữa hay không vì các bé khai ăn uống nhiều thứ và bệnh viện cũng không nhận được mẫu trà sữa nào mang tới. Được biết, chiều cùng ngày, trong tiết học âm nhạc, 35 em học sinh lớp 5, 3 trường tiểu học Bành Văn Trân, quận Tân Bình, được cô Tê. Trà sữa được cô Tê dạy âm nhạc mua 35 ly trà sữa đãi cả lớp, mua tại một quán nước gần trường. Sau khi uống, hơn gần 20 em học sinh bắt đầu có biểu hiện đau bụng, nôn mửa nghi bị ngộ độc. Các em được thầy, cô giáo đưa vào bệnh viện quận Tân Bình cấp cứu. Trong diễn biến có liên quan, ông Trần Tâm, hiệu trưởng trường tiểu học Bành Văn Trân cho biết, số học sinh nghi bị ngộ độc do uống trà sữa bên ngoài chứ không nằm trong khu vực của nhà trường. Ngoài ra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 7, quận Tân Bình cho biết đã nắm sự việc một số học sinh nghi bị ngộ độc sau khi uống trà sữa và sẽ có thông tin chính thống đến báo chí.